Chào đến tất cả quý khán giả đang đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ phát sóng vô cùng quen thuộc vào lúc 19h15 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ, chúng ta vừa được đoán những câu hỏi cùng với những người chơi đã tìm ra những câu ca dao tục ngữ vừa mới lạ vừa quen thuộc của ông bà mình để lại. Và sau đây là sự xuất hiện của hai người chơi ngày hôm nay. Xin mời. Ủa Đào ơi, em đang tham gia chương trình Thời Trang Và Cuộc Sống hả? Dạ không anh, em đang tham gia chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ à. Nhưng mà mỗi lần xuất hiện ở chương trình này là em được mặc áo bà ba. Áo bà ba? À, mày em cầm như lên cái tà áo già hay là cái sa rê em gì đó. Em tưởng tượng á, trong một cái sự nền nã dịu dàng. Mình giới thiệu về chính bản thân mình ha. Rồi xin mời em. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Huỳnh Lập, chị Kim Đào cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu, em tên là Hồ Quang Tùng. Em hiện tại đang là sinh viên chuyên ngành thanh nhạc và đồng thời em cũng đang là ca sĩ chuyên dòng nhạc dân ca. Wow, ca sĩ dòng nhạc dân ca Hồ Quang Tùng. Thì không biết là bên kia là như thế nào, mình giới thiệu cho khán giả biết đi. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Mình là Kim Đào, nghề nghiệp hiện tại của mình là diễn viên. Diễn viên ha. Ngày hôm nay Kim Đào đến đây là cũng như là đàn chị rồi. Thì đến đây mình đừng có lấn át đàn em quá. Dạ không. Thấy thằng bé nó hiền lành dễ thương. Cái tánh em thấy em út em thương lắm. Nhưng mà cuộc sống của em là chưa bao giờ có chữ nhường. Ghê vậy đó. Dạ em sống là không bao giờ em nhường ai. Ông ơi, không biết là tinh thần của em như thế nào khi mà bên kia đã quyết định là không nhường rồi. Hiện tại thì sức khỏe của em không được tốt. Nhưng mà khi em nghe chị Đào nói vậy thì em cũng quyết chiến tới cùng. Quyết chiến tới cùng. Và hy vọng là ngày hôm nay, tuy là sức khỏe của mình có hơi mệt một chút xíu, nhưng anh cũng tin rằng là lát nữa vô khởi động nóng người rồi, em sẽ có thể vượt dậy được tinh thần và làm cho chương trình rơm rã hơn rất là nhiều. Yeah. Bây giờ xin mời hai chị em về vị trí chơi của mình ạ. Thì từ trước tới giờ chúng ta cũng tham gia nhiều chủ đề rồi, không biết là Đào nhớ những chủ đề trước không đó ông ta? Em nhớ chủ đề trước là động vật nè, món ăn nè. Ngày hôm nay nó không còn là động vật, nó cũng không còn là món ăn nữa, mà nó sẽ liên quan đến cái sự niềm nở. Nó liên quan đến cái tính cách, cái sự hòa nhã, là bởi vì chủ đề mang tên là lòng hiếu khách. Bây giờ chúng ta hãy đến với vòng đầu tiên mang tên khởi động. Giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Bấm chuông xong sau khẩu lệnh hết của MC trả lời được 20 điểm. Trả lời không được, người còn lại mới có quyền trả lời. Dạ. Và câu đầu tiên có vòng khởi động như sau. Điền vào chỗ còn thiếu vào trong câu ca dao sau. Dập dìu thấy khách đường xa, vịt thêm dầu đượm ba chấm pha rượu nồng. A. Ngỗng. B. Ngan. C. Gà. Hết. Đó, vô món ngăn là vô sở trường của Đào rồi. Dập dìu thấy khách đường xa, vịt thêm dầu đượm. Vậy em thấy cái nào nó cũng đúng. Thấy cái nào nó cũng đúng nha. Thấy không phải, thấy con nào cũng ngon. Nhưng mà cái con nào nó cũng vô cái chữ hết trơn. Ngỗng pha rượu nồng thì lại vần ông ô cũng vô. Mà ngan pha rượu nồng cũng vô. Mà gà pha rượu nồng cũng vô. Nhưng mà đã có dịch thì em nghĩ phải có gà. Nên em chọn C. Thế nghĩa là dựa theo cái vùng miền của mình có vịt là phải có gà. Dạ. Đó, gà pha rượu nồng là một đáp án chưa chính xác. Ngoài gà ra thì mình sẽ có con nào điền vào đây nó chính xác nhất? Hồi nãy thì em đang phân vân con ngan với con gà, nhưng bây giờ em sẽ chọn con ngỗng. Có liên quan chưa? Hai mình cùng giật mình luôn á. Bé nể đáo để ghê á. Giọng nó nhẹ nhàng mà làm nhiều cú sốc quá ha. Và đáp án cuối cùng của em đó chính là con ngỗng. Con ngỗng. Em đọc thử nguyên câu coi con có thuận miệng hay không nè. Dập dìu thấy khách đường xa, vịt thêm dầu đượm, ngỗng pha rượu nồng. Đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng em. Sao mà ai đọc em thấy nó đúng rồi, đúng chính xác đúng luôn á. 20 điểm dành cho em. Với tinh thần ẩm thực,
luôn có sẵn ở trong người mình. Thì không biết là Kim Đào hiểu cái câu này như thế nào? Thì theo em thấy cái câu này nó giống như là cái sự chu đáo của cái người người chủ á. Người chủ khi mà biết là sắp sửa có khách đến nhà mình á thì họ rất là chu đáo. Và ví dụ như là cái món đó họ muốn làm là những cái món ngon nhất, vịt á thì họ sẽ kiểu là ướp á cho nó đậm vị nè. Rồi ngỗng thì họ lại dùng với rượu nồng, những cái thứ mà ngon nhất. Tức là người ta sẽ luôn chọn cái cách gì đó mà họ muốn làm cho nó tốt nhất có thể. Đúng rồi. Chứ nó không đơn giản như là vịt luộc hay là gà luộc hay là ngỗng luộc. Nó rất là đơn điệu. Sẽ tìm đủ mọi gia vị, mọi cách để có được một cái bữa cơm thịnh soạn để mà tiếp đãi khách mình. Dạ đúng rồi. Với câu đầu tiên này Tùng đã may mắn kiếm được 20 điểm rồi. Hy vọng rằng là trong câu thứ hai mình cũng may mắn bấm chuông rồi cũng may mắn trả lời đúng nha Đào nha. Dạ. Câu thứ hai như sau, tiếp tục điền vào chỗ trống. Ba chấm miệng đãi khách: A ngó, B nhịn, C xem. Hết. Em ơi, mình bấm mà không, anh thấy em bấm rất nhẹ luôn á. Em bấm cái gì em sợ cái chuông nó đau á. Em sợ chuông reo. Ừ, em sợ chuông reo hay sao. Bấm mà nhím vậy nè. Em mạnh dạn lên em. Ừ. Dạ, em chọn đáp án B ạ. Nhìn miệng đãi khách. Nhìn miệng đãi khách. Dạ. Ê, ví dụ nha, đáp án là C, nhìn đi, ví dụ anh đang ăn đi. Ăn không? Không ăn. Không ăn sao giờ cái gì? Cái đó là nhìn. Còn ngó nè, ăn đi. Ăn không? Không ăn. Không ăn sao ngó dữ vậy? Ừ, vừa nhìn vừa ngó nó kỳ quá. Cho nên đáp án nhìn là đáp án chính xác em ơi. Kỳ gì trời. 20 điểm tiếp theo dành cho Tùng. Nhưng mà nhìn ở đây là nhìn đói luôn hả? Không phải nhịn đó, có nghĩa là mình nhịn một chút để mình dành những cái phần ngon đó mình tiếp đãi khách. Không, đó là cũng cái sự quý trọng. Không lẽ giờ khách tới nhà mình có số đợi này ngon quá mà thôi cho khách ăn uống quá giấu. Kỳ. Em hiểu rồi. Đó là câu thứ hai. Đến với câu thứ ba, hy vọng rằng là Đào của mình sẽ may mắn có được 20 điểm đầu tiên nha. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành một câu hoàn chỉnh. Nhiều chứ ăn ở thì bao nhiêu. Hết. Quá dễ Đào ơi. Là ở thì nhiều hả? Ăn thì nhiều chứ ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Em nghĩ là lần này em có may mắn không? Em nghĩ là đúng á, cái câu này em hay nghe nói á. Ví dụ như có khách tới nhà á, người ta sợ ngại, người ta không dám ở lại. Thì cái người chủ nhà mới nói trời ơi, ăn thì nhiều chứ ở có nhiều đâu. Ừ, ý nói là khách ăn nhiều quá hả? Cái câu đó là ai là khách người ta cũng ngại hằng lắm á. Ủa vậy hả? Đó là đáp án chính xác. Trời ơi, anh cứ vậy hoài á. Anh ghẹo em thôi. 20 điểm đầu tiên dành cho Kim Đào. Đó là câu thứ ba, chúng ta hãy đến với câu thứ tư xem đó là như thế nào nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng liệt kê ba câu ca dao tục ngữ hoặc là thành ngữ liên quan đến chủ đề mến khách, hiếu khách. Hết. Xin mời Kim Đào. Khách đến nhà không trà thì bánh. Vượt một câu. Gỏi nào bằng gỏi cá kìm, đãi ra dọn bạn. Ớ, dọn ra đãi bạn, trọn niềm thủy chung. Đúng rồi. Câu thứ ba, tới đây chiếu trải trầu mời, can chi mà đứng giữa trời sương xa. Đúng rồi. Cái câu đó nghe mà nghe một cái là muốn vô nhà liền luôn. Đúng đó. Rồi, thấy nó lạnh quá. Đúng rồi, xương. Trời lạnh quá mà. Dạ. Can chi mà xá chi đâu mà đứng giữa trời, giữa đồng, giữa ruộng vậy vô nhà tôi chơi ha. Dạ. Và ba câu đó đã mang về cho Kim Đào 20 điểm nữa, chúc mừng em. Giỏi quá. Và để xem câu cuối cùng của vòng khởi động này ai sẽ là người dẫn đầu nha. Dạ. Hãy nhìn lên màn hình. Hình ảnh này nói về câu tục ngữ gì? Hết. Trời ơi nó dễ. Cái chú đó là chú khách đó. Khách đến nhà không gà thì vịt. Khách đến nhà không gà thì vịt. Không biết Tùng cảm nhận như nào hay là có đáp án gì khác không? Dạ không, em thấy rất là hợp lý. Rất hợp lý đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình còn tranh cãi gì nữa đâu, tại vì nó là đáp án chính xác rồi. Chúc mừng Đào đã có thêm 20 điểm nữa. Hay quá nhỉ. Với câu khách đến nhà không gà thì vịt thì nó nói về cái việc chúng ta chiêu đãi khách, không món này thì cũng phải là món kia. Dạ. Chứ không đãi không được. Đúng rồi. Mình sẽ lấy hết tất cả những gì mà mình đang có trong nhà để mình tiếp đãi khách đó, để thể hiện cái sự mến khách của mình. Dạ. Và kết thúc vòng khởi động, chúng ta có kết quả tạm như sau. Đang dẫn đầu là Kim Đào với 60 điểm.
Còn Hồ Quang Tùng đang 40 điểm không sao cả. Chúng ta sẽ có cơ hội có thêm 100 điểm nữa với vòng tiếp theo mang tên Câu Chuyện Tình Huống. Ôi, trời ơi, gì đâu mà nóng dữ gì không biết nữa. Nè, miếng nước đi. Ủa, tao nói uống hấp nước nó đã gì đâu chị. Thiệt tình. Mai qua nhà tôi nắm dỗ nha. Vì mai chị qua sớm sớm xíu à, có gì phụ vợ tôi gói bánh trái của mình bảo làm cũng sể. Dạ. Ha, nhớ nha, có gì mai qua sớm sớm xíu. Nhắc cái đồ ăn mới nhớ, tự nhiên giờ thấy đói bụng quá. Bà đi lên tỉnh, bà mua mấy cái thứ lặt vặt gì để mai làm đám dỗ nè. Đâm ra nhà không có gì ăn hết, tự nhiên đói bụng quá. Qua gặp chị đây ở trong bếp còn gì không? Đi vô lục coi thử nha. Sao? Đi lại đi. Sao sao vậy? Cái gì kỳ vậy trời? Vô nhà người ta không chào hỏi tiếng nào, vô uống ly nước không nói ha, còn vô tính vô bếp lục cơm ăn nữa, kỳ cục vậy. Ơi, chị hai chị sao á? Chị cứ hay bắt lỗi tôi mấy chuyện này quá. Mình là bà con hàng xóm, láng giềng nhau thân thiết đúng không? Ừ. Có mấy câu chào hỏi có gì đâu mà chị khách sáo với tôi. Cũng biết là bà con hàng xóm láng giềng với nhau ha. Vậy thì cái lời chào á, mình cũng phải là nó rất là đơn giản. Đâu có phải là bắt cậu phải làm gì đâu. Có mấy giây à chào, cái gì khi tôi cũng mát lòng mát dạ. Vô cái sổ sàn muốn chết à. Chị nói vậy thì tôi cũng thấy đúng tự nhiên à. Đúng gì? Tôi nói cậu nghe thôi, tôi bực mình cậu lắm. Trời ơi, đã chào hàng xóm láng giềng với nhau, bước vô chào một cái ha. Ông bà ta hồi xưa có dạy ông không? Là sao bước vô là cái lời chào nhiều khi nó rất là quan trọng. Nó còn cao hơn cả hả một cái bàn ăn nữa. Thì nói tôi biết. Thì biết rồi thì tôi thấy là tôi hơi sổ sàng xíu thì coi như là xin lỗi đi. Giờ chào chị hai nha, vậy được chưa? Đó, bây giờ chào cái vui vẻ hơn không? Trời ơi, cái gì cũng dễ dàng hết. Nói chung là mời ăn đám đúng không? Ừ. Rồi, ngày mai tôi qua tôi phụ. Trời ơi, cái gì đâu, dễ vậy dàng mà. Giờ tôi vô lục đồ ăn được đúng không? Thì nói chung là nói một câu là được rồi. Rồi vô ăn đi, vô ăn đi. Thì xin phép chị hai tôi vô lục đồ ăn cái nha. Đói bụng quá, chịu không nổi. Đợi xíu. Ngồi trời ơi, vô sao không chào tôi vậy chứ vậy? Ờ, tôi đứng đây quá trời mà không chào đi chơi hả? Bởi vì tôi nói bây giờ ai chào xong nói chuyện cái là bỏ lơ cái câu chào mà chán ghê. Biết ai không? Biết ai đang đứng không? Cô ba nè, cậu Tư. Không phải đâu, đây trong bếp, này là ông Táo, gia đình ông Táo. Trời đất ơi, vô mà không chào gì trơn, cứ lục đồ ăn ăn vậy hả? Để tôi coi. Ê, ăn rồi chùa tôi chán cơm. Hết tiểu phẩm. Coi coi là mình đã có đáp án gì chưa nè. Nếu như đã có đáp án thì xin mời bấm chuông. Hết. Đáp án của chị là gì? Trong cái câu chuyện nãy em coi là em thấy tới 2-3 câu thành ngữ, ca dao tục ngữ ở trong đó luôn á. Nhưng mà với chủ đề hiếu khách của mình á, thì ở đây mình sẽ có cái câu là lời chào cao hơn mâm cỗ. Lời chào cao hơn mâm cỗ. Ngoài câu đó mình còn câu nào nữa không? Nếu mà trong tình huống hồi nãy á, đúng không, thì em thấy là có cái ăn coi nồi ngồi coi hướng thôi. Ăn coi nồi ngồi coi hướng. Tự nhiên vô sổ sàng. Nó cũng hợp lý á, nó hơi như sổ sàng vô duyên. Xong rồi cái đi vô định vô nhà người ta lại lấy đồ ăn nữa thì cái đó cũng có, nhưng mà em lại lượt ra. Lượt ra. Dạ. Và đáp án cuối cùng của mình chính là lời chào cao hơn mâm cỗ. Đó là một đáp án. Mang về 100 điểm cho Kim Đào. Dạ. Đúng ý không? Dạ đúng, biết vậy em bấm chuông cho rồi. Biết vậy em bấm chuông cho rồi. Khi mà đáp án đã rồi mình muốn nói gì mà không được em. Em ơi, hy vọng rằng là với vòng sau em sẽ có cơ hội nhận được thêm 200 điểm để có cơ hội lội ngược dòng. Chứ bây giờ là anh thấy là chị Kim Đào đang rất là thắng thế đó. Em yếu thế vô cùng luôn á. Rồi, bây giờ đang trong cái lúc mà mình đang giao lưu với nhau nè, thì anh muốn hỏi luôn là với cái câu lời chào cao hơn mâm cỗ thì đối với Tùng, Tùng hiểu nó như thế nào? Đối với em thì cái phép phép lịch sự của mình á, đối với người ngoài á, nó người ta kêu là cao hơn mâm cỗ, thì mâm cỗ đối với mình nó cũng đã cao quý ở cỡ nào thì cái lời chào nó cũng như vậy. Nên khi mà mình nói chuyện với người ngoài hoặc là người khách nào đó là mình cũng phải nên tôn trọng với người ta. Đúng vậy. Thì em nghĩ là vậy. Cho dù có thân thiết đúng như thế nào thì cái lời chào nó thể hiện cái sự tôn trọng và cho phép lịch sự tối thiểu. Và với câu này đã mang về cho Kim Đào 100 điểm nữa và đang tạm thời dẫn đầu trong chương trình hôm nay. Chúc mừng Đào nha. Nụ cười tươi vẫn luôn nở trên môi. Và hy vọng rằng lấy nụ cười tươi này sẽ mang đến cho em may mắn để mà ở vòng sau chúng ta sẽ dần dần tìm được những con điểm 10, điểm 10, điểm 10 dần dần nâng lên.
Và sau đó chúng ta còn trao đổi điểm cho nhau nữa. Ủa vậy hả? Mới lạ chưa? Mới lạ. Và cái con điểm lớn nhất chúng ta có thể đạt được đó chính là 200 điểm. Và để xem ai sẽ chinh phục cái con điểm 200 đó, chúng ta hãy cùng đến với vòng cuối cùng mang tên đi tìm ô chữ. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và hiện tại hai người chơi của chúng ta đang trong vòng chơi mang tên đi tìm ô chữ. Và đúng với cái tên gọi của vòng chơi này, hai người chơi sẽ đi tìm những ô chữ trên màn hình của chúng ta. Có tổng cộng 14 ô chữ tương ứng với một câu ca dao 6-8. Lần lượt hai người chơi sẽ tìm từng ô chữ. Mỗi ô chữ sẽ có một câu hỏi nhỏ. Trả lời đúng câu hỏi đó mình sẽ được 10 điểm. Khi mà có được 10 điểm rồi, chủ động lật cái bảng điểm mình lên và sau đó sẽ nhận được một phong bì trong đó có một chữ trong 14 ô chữ này. Nhiệm vụ của mình là giữ cái chữ đó cho mình được thì ghi ra giấy với những vị trí tương ứng với cái con số mà mình đã có. Và sau 14 ô chữ, nếu như có đáp án, cứ việc bấm chuông để trả lời, sẽ nhận được liền 200 điểm. Còn nếu như không có đáp án nào hết mà tất cả những ô chữ đã được lật ra rồi, và đương nhiên mình sẽ có những ô chữ mình không có là bởi vì đối phương đang giữ, và lúc đó mình sẽ có được những ô chữ đó với điều kiện thương thảo mua con chữ đó lại bằng số điểm của mình. Một trong 14 ô chữ này cũng sẽ có ô chữ may mắn, không cần phải trả lời câu hỏi nào cả nhưng vẫn có được ô chữ và có được 10 điểm. Và sau đây chúng ta hãy cùng bước đến câu đầu tiên của vòng chơi đi tìm ô chữ. Xin mời em. Em chọn cái con chữ may mắn đầu tiên cho em đi. Số mấy ạ? Số 1 luôn ạ. Số 1. Số 1 có câu hỏi nhỏ dành cho em như sau. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt 3 chấm. Cái cây gì để mà nuôi sống chúng ta? Mình có quyền lúa. Chính xác, lúa. Tưởng đâu không đúng chứ. Ở đây mình đâu có quyền giành đâu đúng không? Không có quyền giành, khi mà bạn trả lời không đúng thì em mới có quyền. Xin mời Kim Đào. Dạ em chọn số 3. Số 3. Xôi hỏng bỏng 3 chấm. Xôi hỏng bỏng không. Trời ơi hay dữ vậy em. Xôi hỏng bỏng không. Cái câu này biết là mới biết được nha. Không biết là không biết luôn á. Biết rồi biết, còn không biết là không biết. Xin mời Tùng tiếp theo. Em chọn là số 6. Số 6. Câu hỏi dành cho em như sau. Bán gạo tháng 8 mua 3 chấm tháng 3. Bán gạo vào tháng 8 đó, còn mua cái gì vào tháng 3? Trời ơi em bị lú luôn rồi. Cái gì ta? Cái gì chị? Họ thường mà 20 tháng 11 là hay mua khúc khúc mua vải. Đúng rồi, vải. Đúng rồi em ơi. Em nghỉ trong đầu à? Mà cái miệng em như này vải. Dạ vâng. Xin mời Đào. Số 10. Số 10. Số 10 là ô số may mắn, chúc mừng em. Yeah. Trời ơi. Thấy không? Cái bông nó y chang cái áo anh luôn. Đó. Đúng là may mắn. Đây, mà. Dở một con. Là em được 10 điểm đúng, đúng không? Đúng rồi. Xin mời Tùng tiếp tục. Em chọn số 14. 14. Chì khoe chì nặng hơn đồng. Sao chì chẳng đúc. Nên còng nên 3 chấm. Này coi vũ điệu còng gì? Nên chiêng. Chính xác, chiêng. Không có nghĩ một miếng nào hết trơn. Trời ơi. Cái này là người ta phải biết được cái vũ đạo đó, người ta mới trả lời được chứ phải cái đúng rồi, biết đắp mà anh công chiên mà phải biết rồi. Em chọn số 7. Số 7. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Chính xác, có duyên. Số 7 dành cho Kim Đào. Xin mời Tùng. Em chọn số 8. Số 8. Đất tốt trồng cây rườm rà, những người thanh lịch nói ra nhẹ nhàng. Chưa chính xác. Rồi, quyền trả lời thuộc về Kim Đào. Dịu dàng. Chính xác, dịu dàng. Xin mời Đào tiếp tục. Cho em cái số 2 đi. Số 2. Trời ơi, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Chính xác luôn. Anh nghĩ cái câu này là Đào là thấu hiểu rất là sâu sắc luôn. Dạ, em cảm ơn. 10 điểm dành cho em. Xin mời Tùng. Dạ, số 4. Số 4. Tốt danh hơn lành áo. Chính xác, lành áo. Xin mời Kim Đào tiếp tục. Em chọn số 9 luôn nè. Số 9. Nói 9 thì phải làm 10. Nói 10 làm 9. Kẻ cười người chê. Chê à. Chê. Chê à. Chê đó. Rồi 10 điểm luôn. Xin mời Tùng. Em chọn số 5 đi. Số 5. Mua áo thì rẻ, mua rẻ thì ngược lại cái rẻ là gì?
thì mắt. Em sử dụng văn phong bắt của em đi. Thì đắt. Ừ thì đắt. Trời ơi. Ở em đâu có kêu đắt đâu. Chứ kêu là gì? Ở em kêu mắt mà. Không, nhưng mà văn phong bắt cái chữ đắt nó sẽ thuận hơn là chữ mắt. Trời ơi, hơi bị khó rồi nha. Số 11 đi, sao cái câu này khó quá vậy ta? Có anh có chị mới hay, không anh không chị như cái một mình. Một mình, đúng rồi. Còn hai phong bì nữa, xin mời bạn Tùng. Dạ, số 12 ạ. Số 12. Em ơi chua ngọt đã từng, non xanh nước bạc, ta đừng chia xa. Anh vậy ví dụ giờ đi. Ví dụ giờ là anh không nhớ Đào nữa thì gọi là gì? Là thương. Trời ơi, còn không nhớ mà sao thương được, mình thương mình mới nhớ chứ. Không nhớ là gì. Trời ơi, hỏi ngược lại nữa. Rồi Đào ơi, đáp án của Đào là gì với câu này? Em ơi chua ngọt đã từng, nón xanh nước bạc, ta đừng quên nhau. Trời ơi hay quá, quên nhau đó. Quên nhau. Quên nhau. Không nhớ là quên nha em, nhưng mà không nhớ là thương. Điều đó đúng với em bây giờ đó. Rồi câu cuối cùng dành cho Đào luôn nha. Sông kia bên lỡ bên bồi, bên lỡ thì đục, bên bồi thì trong. Trời ơi, mình có thể tự suy đoán được mà đúng không? Đục trong. Dạ. 10 điểm dành cho Kim Đào luôn. Nhưng mà câu này khó thiệt nha. Em rất là rành ca dao tục ngữ, nhưng mà em có rất là nhiều, nhưng mà em vẫn chưa đoán ra câu này. Đúng rồi. Thấy Đào trả lời được những câu hỏi nhỏ như vậy là thấy Đào cũng rất là am hiểu về những câu ca dao tục ngữ. Và đây mới là thử thách dành cho Tùng nè. Bây giờ Tùng hãy sử dụng mối quan hệ, sự thương thảo của mình để mua những con chữ mà mình chưa có đi. Em cần hết luôn thì sao? Em cần hết thì em mua hết. Em làm gì có tiền để mua hết. Chị đang có rất nhiều đây này chữ nhưng là không biết cái câu này. Hay là chị muốn mua lại chữ của đúng rồi. Tùng không? Chị muốn mua cái chữ số 1. Số 1, em bán chữ số 1 giá bao nhiêu điểm? Em bán giá 20 điểm. 20 điểm, chốt đơn không ạ? Chốt đơn à? Chốt đơn 20 điểm. Hiện tại thì Kim Đào đang có 230 và bạn Tùng đang có 110. Qua cái việc thương thảo mua con chữ số 1 với giá 20 điểm. Chị, em mới lý của chị điểm rồi, cảm ơn em. Rồi, Kim Đào có muốn mua điểm gì nữa hay không? Em muốn mua cái chữ số 6. Số 6, em bán với giá bao nhiêu? Em lên 40 điểm. 40 điểm. Em đang có nhiêu ta? 230, dư sức. 30 được không em? Chị đang có cái lẻ 30 rồi. Lấy 30 cho tròn chị. 200. Ok, tình chị em lấy 30 luôn. Ok, 30. Hơn là tình chị em nó với anh em dễ gì có giá đó. Rồi. Lên 30. Cảm giác giống như em đi chợ buổi sáng. Đúng rồi, trả giá từng con chữ một. Bây giờ mới thấy là những cái chữ nó quan trọng, nó ý đúng nghĩa rồi. Mức độ nào. Rồi, cảm ơn cưng. Số 6. Trời ơi, một cái từ rất lạ luôn á. Cái từ bui. Cái bui là cái gì ta? Cái bui là gì trời? Từ từ nha. Sao em không ghi ra? Em sắp mùa nó lộn. Đây nè, em sắp đúng rồi nè. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nè. Đào ơi, bây giờ em chỉ còn có 3 con chữ nữa rồi. Bây giờ cái chữ này mới là lăng tăng nè. Cái gì nó bui? Cái gì bui nè? Cái mua gì? Được mua cặp, cái cặp bây này giờ luôn đi. Bán cho chị số 5 đi. Con này em bán gì bao nhiêu? 30. 30 hả? Bây giờ em nhân đôi nha, em bán 60. 60 đó. Thời buổi khó khăn mà bán cắt cổ quá. Được, coi cái số 5 là cái gì bui nè. Rồi, cảm ơn cưng. Rồi, bên kia lên 60 luôn. Rồi đó, biết cái gì bui chưa? Biết cái gì bui rồi, nhưng mà mà cái phải cái... quan trọng là cái 4 là cái gì không, nữa. Không, em biết cái 4 rồi. Biết cái 4 rồi. Cái văn phong là em biết cái 4 là cái gì. Nhưng mà cái người, cái 14 đó. Nè, 14 là cái gì nè, là làm cái hành động gì, có quan trọng nè. Đây nè. Mua chữ tiếp đi. 14 đi, cho chữ 14 đi. Cái này em bán giá 60. 60, gọn ghè. Con chữ này số 14 rất là đắt giá đây. Rồi, xin mời. Nếu như có đáp án hãy bấm chuông. Xin mời Kim Đào. Đáp án của em là 5 tiền một khứa cá bui. Cũng mua cho đặng đãi người khách sang. Em chốt chưa? Em chốt đáp án. Chốt đáp án. Và đó là một đáp án
Tùng đã ghi lại hết tất cả những dữ liệu mà Kim Đào vừa đọc. Nhưng sẽ không có cơ hội đọc lại được nữa là bởi vì đó là một đáp án chính xác. Yeah! Trời ơi! Đây là một cái sự thương thảo mua chữ rất là quyết liệt đó chứ. Dạ. 5 tiền một khứa cá bui cũng mua cho đặng đãi người khách sang. Cá bui là một loại cá sông thân tròn nhiều mỡ, dù có đắt nhưng mà cũng phải ráng lấy cái 5 tiền đó ra để mua đãi cho khách. Mà mua có một khứa thôi. Đúng rồi, đó là thể hiện cái sự mến khách. Dạ. Đó, để mà mình có thể tiếp đãi khách những cái món ngon nhất, những cái gì nó chu đáo nhất và nó chỉnh chu nhất. Đó là cái thể hiện cái tinh thần của cái chủ đề ngày hôm nay. Và với vòng chơi vừa rồi rất là kịch tính và đã mang về cho Kim Đào 200 điểm, xin chúc mừng Kim Đào. Wow. Nói chung là từ bữa tới giờ là cảm giác rằng là cái vòng này là một cái vòng nó rất là hay kiểu là hai người ngang tài ngang sức với nhau á. Không, một người thì thực lực, còn một người thì có mưu kế để lên á. Không phải mưu kế, không, đó là chiến lược kinh doanh. Đó là một người có đầu óc kinh doanh, nó là doanh nhân mới có được cái con số nó cũng gần gần với nhau. Yeah. Là 208 và 206. Nhưng mà nói cho cùng, người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay vẫn là Kim Đào, xin chúc mừng em. Xin mời hai người chơi bước lên phía trước nhận phần quà của chương trình. Đây, gửi em nha em Tùng ơi, đây là Kim Đào 4 triệu. Cảm xúc của hai chị em như thế nào khi tham gia chương trình đoán ca dao tìm tục ngữ ngày hôm nay? Em nghĩ cảm xúc là nên để cho Tùng nói. Đúng rồi. Cảm xúc của em thì hôm nay em cảm thấy rất là vui khi mình được tham gia cái chương trình này. Thứ nhất là mình được gặp gỡ như anh Lập với là chị, được giao lưu học hỏi và có thể mình ôn lại những cái từ ngữ của ông cha ta ngày xưa mà có thể mình chưa nghe qua hoặc đã từng nghe qua mà mình bị quên đó. Ừ đó, tôi bị không nhớ đó em. Dạ. Nên em cảm thấy mình khá là thú vị khi được tham gia chương trình này. Còn Đào? Riêng cảm giác của em luôn khi mà mình được tham dự đoán ca dao tìm tục ngữ thì em cảm thấy lúc nào em cũng được tìm thêm được những câu ca dao đối với em là mới á, tại vì em chưa nghe qua và nhờ chương trình này nên là em sẽ biết thêm nhiều câu nữa và cũng như vậy em sẽ về dạy lại cho con của em. Cảm ơn hai chị em đã dành thời gian đến với chương trình. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian ủng hộ chương trình của chúng tôi. Và hãy luôn đón khung giờ quen thuộc này nha, vào lúc 19h15 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời quý khán giả cùng điểm lại những câu ca dao tục ngữ trong số phát sóng này. Và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Lần này quay trở lại với đoán ca dao tìm tục ngữ cũng rất là vui. Lời đầu tiên xin cho phép Huy Nguyễn được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đoán ca dao tìm tục ngữ qua màn ảnh nhỏ. Chủ đề ngày hôm nay Lăng Nguyên Bạc sẽ rất là thích nè. Đó chính là chủ đề lòng yêu nước. Có chàng công tráng họ Đinh, dựng lũy ba đình, chống đánh giặc Tây. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.